xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lulu Live Vlogs. Và bây giờ là Lu với lại là cháu của Lu sẽ khui đồ nha. Thì bên cạnh làm video trên YouTube thì Lu cũng có bán đồ đó. Thì đây là thì bây giờ ở đầu là tụi mình sẽ khui đồ nha các bạn. Rồi, ok, xong chưa? Để cho nước bên đây này con. Rồi bây giờ mình sẽ khui đồ nha. Các bạn có thấy cái chỗ này quen không? Đây là cái chỗ mà mình chụp chụp ở cái nơi mà mình mặc đồ để mình lấy. Wow, rất là nhiều các bạn. Thì đây là cái video mình sẽ khui đồ nha. Và các bạn nhớ đặt cái mẫu nào thì các bạn sẽ comment vào cái Facebook của Diệu Trần ha. Hoặc là các bạn có thể comment vào cái kênh fanpage á, cái trang YouTube á, là Miss Việt Nam hàng xuất nhập khẩu YouTuber ha. Ok, và bây giờ mình sẽ khui nha. Quên lấy cái kéo rồi nè. Dạ. Con quên lấy thùng rồi. Trời ơi. Rồi ok, mình đã mở ra rồi ha. Nha. Rồi bây giờ đây là những cái áo thun nha các bạn. Áo thun rất là đẹp. Wow. Rồi. Ơi. Con đừng có đụng cái này nè con. Rồi bây giờ mình sẽ để cái này xuống cho nó bớt đi. Cái gì cột quá. Trời ơi, nó lấy cái cọng này nó cột luôn. Trời đất ơi, hay quá ta. Đây quay đúng rồi coi. Quay qua luôn. Quay qua đây luôn. Quấn thử nha chứ. Biết là được không nha. Mà chắc không ấy thôi, được để nó đi coi. Rồi ok. Rồi. Wow. Đây các bạn, thôi kệ nó đi. Nha. Đó, đây là một cái áo, áo này thì mình chưa có mặc nên chụp thử nha các bạn. Thì bây giờ mình cho các bạn xem trực tiếp lên cái video luôn ha. Thì đó, ok. Đây là cái vải rất là đẹp luôn. Đây nè, các bạn có thể xem cái đường người ta may nè. Đó, cái dạo cái tay á nhìn rất là đẹp. Rồi đây là chất vải nha. Đây các bạn có thể thấy chất vải nè, khá là dày ha, nó không có mỏng nha. Rồi ok, cái màu này rất là đẹp. Rồi mình sẽ, đây là cái màu hồng nhé, còn đây là cái màu trắng nè các bạn. Đây là màu trắng nè. Đây trắng lên cũng rất là đẹp luôn đó. Rồi mình sẽ màu trắng lên cái vải rất là dày các bạn. Nói chung là cái vải nè, nè các bạn có thể thấy cái vải nè. Đó, mình đưa ra cái ánh nắng nè, đó. Wow. Cái này là tay gì đây? Tay M các bạn, tay M. Ok, rất là đẹp. Hấp dẫn quá, hấp dẫn. Ô nực quá. Chắc con cọp cho Út luôn quá con. Chứ con cọp cho Út cái đó luôn quá. À, mẹ đi về. Rồi đây là màu đen ha, màu đen. Đây là cái áo thun basic nha các bạn, y là cái thun firm đơn giản, là nó không có cái in gì hết ha. Thì đây, chất vải rất là đẹp, cái này là hàng xuất khẩu nha các bạn. Đó, hàng xuất khẩu cho nên là tức là hàng sản xuất Việt Nam thì xuất khẩu đi nước ngoài đó. Thì chất vải rất là đẹp, rất là chất lượng nha. Và giá cũng rất là phải chăng ha. Rồi cái đó là cái màu trơn mà nó không có bông á, thì cái này là cái này, màu này nó sẽ có bông chấm chấm nè. Cái loại này thì có thể các bạn nam thì sẽ mặc cái màu này thì nó sẽ thích hợp hơn cái loại vải á. Loại vải nó có bông bông nè ha. Nó rất là đẹp, ngồi xuống đi con. Đẹp lắm không? Đây, cái tờ dài. Cái
cái này như là cũng là size M. Ok. Rồi còn cái màu này rất là đẹp các bạn. Cái màu này mình rất thích cái màu này. Đó. Cái màu này lên mình phối đồ rồi mình phối gì ta? Quần jean nè, quần short nè, rất là đẹp ha. Đây. Rất là đẹp đây. Cái màu này là một tím môn các bạn, size L, size L ha. Size L khá là to. Đây. Size L khá là to ha. Đó, size L khá là to đây. Cởi đi, khỏi cột đi. Khỏi cột đi con. Cái gì mà mình cột. Rồi. Áo rất là nhiều các bạn. Áo rất là nhiều. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thêm nha. Wow. Đây nè các bạn. Đi nhiều màu sắc luôn. Đẹp không? Thấy đẹp không? Đây nguyên một cái màu như thế này. Rồi mình sẽ mở ra tiếp nha. Rồi ở đây cũng tiếp tục là màu trắng nữa nha. Đó, màu trắng. Nói chung cái mặt cái vải các bạn, cái vải nhìn rất là mịn nè. Nhìn rất là mịn luôn. Ha, nhìn rất là mịn, cái form người ta may cũng rất là đẹp luôn. Đó. Đây, cái vải rất là dày ha. Ui, cái áo này mặc mát. Mát không? Đụng như mát không? Đụng mát rồi đúng không? Cô thích mặc áo này không? Để về Út coi có size nhỏ hơn không? Về mua về nè. Đó. Còn đây là cái màu cam nè các bạn. Màu cam ha. Cái này là thì nói chung là cái những cái áo như thế này á, rất là dễ mặc, có thể là nam nữ đều mặc được hết. Nhưng mà cái này là cái vải cũng là màu bông bông nè các bạn. Nè thấy các bạn thấy mẫu mình màu bông bông không đó. Đó, cái này thì nam mặc cũng được, nữ mặc cũng được, nhưng mà mình thấy nam thì người ta sẽ chuộng cái vải như thế này nhiều hơn ha. Cái này là size XL. Cam. Size L, sorry, size L các bạn. Size L. L. Còn cái này là tiếp theo, cái này là màu đỏ gạch nữa ha. Màu đỏ gạch đây. Cái này rất là đẹp các bạn nè. Các bạn thấy cái đường may của người ta không? Rất là đẹp. Đó. Ok. Cái áo tiếp theo là áo này đẹp nhất. Áo tiếp theo đẹp nhất hả? Đâu để coi áo tiếp theo là áo nào mà đẹp nhất đâu. Áo đẹp nhất hả? Đây. Đây các bạn. Áo này là áo đốm màu xanh bích size XL, size lớn nhất nè các bạn. Đây là size XL ha. Size XL. Đây size XL là size này đây các bạn.